Loa 4 ohm và loa 8 ohm thì nên lựa chọn loại nào? Và chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu và cũng như là phân tích ở trong video ngày hôm nay nhé. Và trước khi đưa ra cái lời nhận xét thì em sẽ đưa ra ưu nhược điểm của từng loại, ưu nhược điểm của loa 8 ohm và ưu nhược điểm của loa 4 ohm là như thế nào. Đầu tiên về loa 8 ohm thì ưu điểm của loa 8 ohm thì sẽ là phổ biến nhất trên thị trường hiện nay, vì chúng ta đi đâu cũng hầu hết là nhìn thấy loa 8 ohm. Và cái thứ hai là cái loa 8 ohm nó rất là dễ để chúng ta phối ghép, vì hầu hết các cục đẩy, những âm ly hay đẩy liền vang đều thiết kế để đánh trong cái khoảng trở kháng là 8 ohm, nên anh em dù bất kỳ cái thiết bị công suất nào thì cũng có thể đấu được loa 8 ohm là chúng ta hoạt động được bình thường một cách đúng theo tiêu chuẩn của hãng. Với loa 8 ohm thì có thể dễ dàng ghép thêm được loa 8 ohm nữa, có nghĩa là khi chúng ta đấu song song lại nhau thì nó còn 4 ohm thì hầu hết cục đẩy và âm ly nó vẫn có thể hoạt động được. Cái thứ hai, cái nhược điểm của cái loa 8 ohm thì thông thường những dòng loa có cái trở kháng càng cao thì cái âm thanh nó phát ra với cùng một cái mức công suất nhé, thì loa trở kháng càng cao thì nó sẽ kêu càng nhỏ, do cái tính chất trở kháng là bản chất của nó là cản trở cái dòng điện đi ngang qua, nên loa càng trở kháng càng cao thì loa sẽ càng kêu càng nhỏ đi, và ngược lại loa trở kháng càng thấp thì khả năng với cùng một mức công suất như vậy thì loa cả trở kháng càng thấp nó sẽ kêu càng to. Thì như vậy là với loa 8 ohm thì nó sẽ kêu nhỏ hơn loa 4 ohm. Và như vậy là muốn loa nó kêu cùng một mức âm lượng như loa 4 ohm thì công suất của chúng ta phải đẩy lên gấp đôi. Như vậy là chơi loa 8 ohm thường nó sẽ tốn công suất hơn là loa có trở kháng thấp 6 hoặc là 4 ohm. Phần tiếp theo đó là ưu và nhược điểm của loa 4 ohm. Nói về ưu điểm của loa 4 ohm thì đương nhiên rồi, như em đã nói ở phần trước là loa 4 ohm thì nó sẽ không cần công suất quá lớn. Với cùng một mức độ công suất thì loa 4 ohm nó sẽ kêu loa to hơn là loa 8 ohm. Và chính vì vậy là khi chúng ta mua lựa chọn công suất cũng không cần thiết phải công suất quá lớn. Mặc dù công suất vừa phải thôi nhưng mà loa 4 ohm, loa lớn, công suất lớn thì nó vẫn đánh thoải mái được các bác nhé. Nó sẽ đỡ tốn công suất hơn và cục đẩy nó sẽ hoạt động nhẹ nhàng hơn. Và cái nhược điểm của loa 4 ohm thì sao? Nhược điểm của loa 4 ohm thì nó sẽ khó phối ghép âm ly. Vì 4 ohm thì thường thường nó chỉ đi đánh được với âm ly nào trở kháng thấp nhất là 4 ohm trở lên thôi. Còn một số âm ly nó lại thiết kế lại 6 ohm chẳng hạn mà chúng ta đấu loa 4 ohm, tức là trở kháng của loa thấp hơn trở kháng của âm ly, làm cho âm ly hoạt động càng nóng và càng quá tải, và đặc biệt là dễ gây là cháy âm ly. Và thứ hai là có cái nhược điểm của loa 4 ohm là chúng ta không thể nào ghép thêm được loa nữa, do nó đã 4 ohm rồi mà chúng ta ghép thêm loa nữa vào, càng nối tiếp vào nó sẽ càng làm trở kháng càng thấp và làm cho cục đẩy nó sẽ rất là nóng và nó dễ cháy. Còn nếu mà để an toàn thì chúng ta nên loa 4 ohm thì chúng ta chơi với cục đẩy thấp nhất là 4 ohm, đánh được ở 4 ohm trở lên là phù hợp nhất. Loa 4 ohm thì nó chỉ thiết kế trong một số dòng loa chuyên dụng, ví dụ như là những dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp, nó có thể tách cầu ra được là bass riêng và chép riêng, hoặc là một số những loa kéo chẳng hạn thì nó thiết kế đều là toàn loa 4 ohm hết. Mục đích là để, một là để chơi chuyên dụng chuyên nghiệp, hai nữa là để tiết kiệm được cái công suất để đánh cho đô la 4 ohm. Và nói tóm lại thì loa 4 ohm hay là loa 8 ohm thì nó không thể nào là nói được là hay hay không hay, nó còn tùy theo vào rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là loa xịn hay không, loa xịn, loa chính hãng thì nó sẽ hay, còn vào ngược lại. Và cái thứ hai nữa là loa 4 ohm hay là loa 8 ohm thì miễn sao chúng ta phối ghép chuẩn, có nghĩa là loa đấy đánh với cái cục đẩy hay âm ly đó nó hợp với nhau thì nó sẽ ra chất âm rất là hay. Và cái nữa đó là cái vấn đề về căn chỉnh, tinh chỉnh cũng là một trong những yếu tố để làm cho cái đôi loa nó có phát huy được hết cái tố chất của loa hay không, là bát và chung và chép, thì chúng ta cũng phải căn chỉnh làm sao cho nó thật là hài hòa. Hy vọng là trong video này thì sẽ giúp cho một số anh em có thể có những tư duy mở hơn về trở kháng của loa. Không quá quan trọng là loa gì, 4 ohm hay 6 ohm, miễn sao chúng ta mua được những dòng loa chất lượng thì nó sẽ hay. Và chúc các bác và anh em nghe nhạc, ca hát vui vẻ. Nếu như anh em nào có góp ý thêm thì có thể để lại bình luận ở phía dưới. Xin chào, hẹn gặp lại.